Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian mà các em học sinh được vui chơi sau một năm miệt mài học tập. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm gia tăng các vụ tai nạn thương tích liên quan đến trẻ nếu như phụ huynh và người chăm sóc không thực sự quản lý sát sao, nhất là trong điều kiện vẫn còn thiếu những sân chơi lành mạnh và an toàn cho trẻ. Kết thúc năm học, em Phạm Quốc Đặng, lớp 6, trường trung học cơ sở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn cùng một số bạn tổ chức nấu ăn tại nhà. Do thiếu kỹ năng, lại không có người lớn giám sát, nên khi đun nấu em đã bị bỏng dầu ăn. Bật bếp ga, một bạn nữ thì là cho dầu, cho là các cháu lại lên tầng đi chơi. Lên tầng đi chơi thì lâu quá thì các bạn ấy lại cứ cháu này xuống xem, sao là thuốc lấy. Cháu đấy bảo là nồi dầu ấy đã được to bùng lên rồi. Cháu thì khác từ bê cái nồi đấy đổ xuống nước cho là nó bắn lên. Từ đầu tháng 5 đến nay, khoa ngoại, liên chuyên khoa, bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã tiếp nhận điều trị cho hơn 20 trẻ bị tai nạn thương tích ở các lứa tuổi, trong đó chủ yếu là bị bỏng, động vật cắn, tai nạn giao thông ở các mức độ từ nhẹ đến nặng. Tai nạn thương tích ở trẻ em thì cũng không cao, nhưng mà trong dịp vừa mùa hè, nghỉ hè là nó tăng đột biến. Nhẹ nhất là chỉ chấn thương, xây sát ra ngoài da thôi. Và nặng nhất là những trường hợp chấn thương bị tai nạn gây ra vỡ sọ và tụ máu nội sọ, đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt là những trường hợp bỏng lặng có thể gây ra sẹo xấu, sẹo co kéo và ảnh hưởng đến cái chức năng bàn tay của các cháu và sẽ phải phẫu thuật lại nhiều lần. Để quản lý con em dịp hè, các gia đình, các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao đến con trẻ, nhất là trong những hoạt động vui chơi, không cho trẻ tự ý ra sông suối tắm, tham gia giao thông thiếu an toàn. Cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết khi sử dụng các thiết bị điện, bình ga trong gia đình, nhằm hạn chế tai nạn thương tích để trẻ thực sự có một mùa hè bổ ích và an toàn.